Ngoại trưởng Anh Liz Truss hôm qua đã vượt qua cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak trong vòng bỏ phiếu cuối cùng của Đảng Bảo thủ để trở thành lãnh đạo của Đảng cầm quyền, qua đó trở thành tân Thủ tướng nước Anh. Bà Truss dự kiến sẽ chính thức được Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị bổ nhiệm giữ chức Thủ tướng Anh vào chiều nay theo giờ Việt Nam, sau khi ông Boris Johnson đệ đơn từ chức lên Nữ hoàng. Như vậy là bà sẽ trở thành nữ Thủ tướng thứ ba trong lịch sử Vương quốc Anh. Bà Truss sinh năm 1975 trong một gia đình có bố là giáo sư toán học và mẹ là y tá. Bà tốt nghiệp Đại học Oxford, ngành triết học, chính trị và kinh tế. Trước khi được bầu làm lãnh đạo Đảng Bảo thủ, bà Truss từng giữ nhiều vị trí quan trọng, đứng đầu các bộ ngoại giao, môi trường, tư pháp và thương mại quốc tế. Bà Liz Truss nhiều lần khẳng định ưu tiên giảm thuế và ngăn giá năng lượng leo thang. Về đối ngoại, bà Truss có quan điểm cứng rắn đối với Nga và Trung Quốc. Bà cũng từng tuyên bố nước Anh phải củng cố quan hệ với Mỹ và Australia hơn là với Liên minh châu Âu. Trở thành thủ tướng mới của nước Anh, bà Liz Truss sẽ phải đối mặt với hàng loạt thách thức ngay khi bước chân vào số 10 phố Downing. Mà thách thức đầu tiên và lớn nhất là cuộc khủng hoảng giá sinh hoạt khi mà lạm phát tại Anh đang ở mức kỷ lục trong 40 năm. Sau khi kết quả bầu chọn lãnh đạo đảng cầm quyền đồng nghĩa với vị trí thủ tướng mới của Anh được công bố, bà Liz Truss đã kêu gọi đảng bảo thủ cần phát huy tốt vai trò cầm quyền trong 2 năm tới. Những vấn đề đang đặt ra trước nhiệm kỳ của bà Truss có thể kể đến là cuộc khủng hoảng giá cả sinh hoạt tăng cao, tài chính công suy yếu, những cuộc đình công đang nổ ra trên diện rộng và các vấn đề gây đau đầu liên quan đến chính sách đối ngoại, từ cuộc chiến Ukraine đến những tác động kéo dài của Brexit. Về mặt kinh tế, chỉ số lạm phát đang ở mức trên 10%. Đã có nhiều vụ đình công của công đoàn ngành đường sắt và bưu chính, luật sư và vệ sinh môi trường. Quan trọng hơn là khả năng xảy ra những bất ổn xã hội do giá cả leo thang và có thể còn tăng cao hơn nữa. Người kế nhiệm ông Johnson sẽ phải vật lộn với tình trạng khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Với việc hóa đơn điện và khí đốt đã tăng 200%, lạm phát ở mức 2 con số, lãi suất thế chấp tăng và lo ngại về một cuộc suy thoái kéo dài, công chúng Anh đang mong chờ một gói giải cứu từ phố Downing. Tôi sẽ đưa ra một kế hoạch táo bạo để cắt giảm thuế và phát triển nền kinh tế của chúng ta. Tôi sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng, giải quyết các hóa đơn năng lượng của người dân, nhưng cũng giải quyết các vấn đề dài hạn mà chúng ta có về nguồn cung năng lượng. Tình hình quá tải trầm trọng đối với hệ thống dịch vụ y tế công quốc gia cũng sẽ đặt ra một thách thức khẩn cấp, đòi hỏi tân lãnh đạo đảng bảo thủ phải khẩn trương tìm ra giải pháp. Tôi biết rằng chúng ta sẽ thực hiện được cam kết, chúng ta sẽ làm được điều đó và sẽ mang lại một chiến thắng to lớn cho đảng bảo thủ vào năm 2024. Xin cảm ơn các bạn. Theo ước tính của Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách Anh, các đề xuất chính sách dài hạn của bà Truss nhằm giữ thuế suất doanh nghiệp ở mức 19%, giảm thuế gia đình và tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 2,5% GDP sẽ tiêu tốn hơn 30 tỷ bảng Anh.